nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm, ấm trọn chục triệu vì ăn. Trung Quốc cảm ơn phim Đất Rừng Phương Nam, Đàm Vĩnh Hưng U60 vẫn quẩy cực sung trong tiệc của giới siêu giàu. Trấn Thành hiện ra sao trước những lùm xùm từ phim Đất Rừng Phương Nam? Nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm, Trầm Hương được nhận quà nhưng chia hết cho mọi người một nửa. Trầm Hương hay còn được mọi người biết đến là cậu bé bán táo, là một cậu bé sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phải nghỉ học giữa chừng và không biết chữ dù đã lớn. Đúng với cái tên của bé, Trầm Hương rất hiểu chuyện và nhỏ nhẹ với mọi người, dù là con trai nhưng không quậy phá mà ngược lại rất yêu thương gia đình, nghỉ học để đi bán táo phụ cha. May mắn một lần được chú cá bắt gặp, vì sự dễ thương lễ phép nên cậu bé đã được chú cá dạy cho viết chữ, cùng chú cá làm việc và được dẫn đi chơi ở nhiều địa điểm. Mới đây nhất, Trầm Hương được sự yêu quý và nhận được rất nhiều món quà từ khán giả, nhưng hành động của bé đã khiến mọi người cũng cảm thấy ấm áp. Trầm Hương đã tặng lại cho những người gần đó phần nửa món quà mà anh chàng đã nhận được. Dù nghèo về vật chất nhưng tấm lòng của cậu bé vẫn rất tốt, rất đẹp, khiến khán giả càng yêu quý và ủng hộ bé nhiều hơn nữa. Quà, quà, trời, nghèo nhưng mà được có cái là rộng rãi lắm, gì cũng cho người ta chứ. Rồi bữa nay có gì cho tôi nữa không? Mấy anh học sô-cô-la. Gì? Cho anh Huy với anh Minh Nô học sô-cô-la luôn. Cho anh Huy lớn luôn. Cho anh Huy lớn luôn. Anh Huy lớn, anh Huy nhỏ. Tóc vàng ngang với nhà, có dặn gì tóc vàng. Chị tóc vàng luôn. Ấm trọn chục triệu vì ăn, bé Mai càng quét mọi mặt trận về ăn uống. Gần đây trên nền tảng TikTok đang rần rần việc có một cô gái tham gia thử thách ăn uống của nhiều quán. Lần nào cô nàng cũng thu về cho mình số tiền khủng lên đến hàng chục triệu đồng. Đầu tiên là thử thách ăn bún sứa, cô nàng đã dễ dàng ẵm ngay 30 triệu chỉ sau 2 giờ ăn. Tiếp theo là thử thách ăn gà rán, cũng không có gì bất ngờ khi chưa gì bé Mai đã ôm trọn 5 triệu vào túi của mình. Chuyện này chị Nga Sumo cũng đã có đối thủ, giờ còn ai dám mời bé này ăn thử thách nữa không đây? Nè, thằng gái ăn giỏi không? Lấy tiền anh hai ơi! Lấy 1 triệu ba thử cho chị nè. Dạ đúng rồi, ăn thế luôn. Sẽ quay trở lại và thử thách ăn hai cái mẹt gà để nhận 5 triệu. À, em đã hoàn thành xong thử thách. Dạ, 16 16 phút hết một cái mẹt gà, trong khi những người đồng đội của mình thì mới được có phần nữa. Vui là chính nha mọi người. Còn bây giờ nè, trao tiền, đếm trao tiền, đúng rồi, trao tiền, đếm tiền. Nó nhanh ghê thì chứ, nó còn nhanh hơn mình đó. Rồi em đếm đi, đủ 30 triệu là đủ nha. Trung Quốc cảm ơn phim Đất Rừng Phương Nam vì đây là một bộ phim về Trung Quốc vào những năm 1920. Mới đây, rộ tin truyền thông Trung Quốc đăng tin hàng loạt về bộ phim Đất Rừng Phương Nam, đồng thời cảm ơn Việt Nam đã làm một bộ phim về Trung Quốc vào những năm 1920. Bài khen ngợi nói bộ phim đã miêu tả về sự kiên cường của người dân Trung Quốc và mang lại những bộ quân phục độc đáo của Trung Quốc những năm 1920. Nội dung phim tôn vinh sự kiên cường của người dân Trung Quốc và kỷ nguyên với những quân phục độc đáo của thời đại. Hàm ý bài đăng được cho là đang coi nước ta là chư hầu như hơn 1.000 năm trước và giờ đây ta đang làm một bộ phim để kể về điều đó. Ngay lập tức, nhiều người hâm mộ đã tỏ ra bức xúc, cho rằng những gì đụng chạm đến văn hóa, lịch sử dân tộc, nhất quyết không khoan nhượng. Ngoài ra, vụ việc đoàn phim vì muốn quảng bá phim mà đã ép học sinh đi coi phim với lý do là hoạt động trải nghiệm, nhưng vì phản ứng không đồng tình của cộng đồng mạng mà may mắn hoạt động này đã phải dừng lại. Việc cho trẻ em tiếp xúc với tác phẩm bị nghi là đã xuyên tạc lịch sử, khi đề cao vị thế thiên địa hội, trang phục của người Hoa, không phải của người miền Nam ngày xưa, rất nguy hiểm vì sẽ làm cho trẻ nhỏ có cái nhìn sai lệch về lịch sử nước nhà. Đàm Vĩnh Hưng U60 vẫn quẩy cực sung trong tiệc của giới siêu giàu. Ông Hoàng Nhạc Việt trình diễn một loạt các ca khúc đã làm nên tên tuổi, chia sẻ bí kíp giữ gìn nhan sắc bạc tỷ này. Ngày 14 tháng 10 vừa qua, dàn sao Việt gồm Đàm Vĩnh Hưng, Giáng My, Bảo Thi, Kim Thư, Dương Edward, Vic Kỳ Nhung đã tham gia dạ tiệc VIP Private Party mừng 20-10 của vợ diễn viên Chi Bảo, doanh nhân Lý Thủy Trang. Có mặt tại buổi tiệc, ông Hoàng Nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện lịch lãm, thay liên tiếp hai bộ vest tím và hồng. Anh trình diễn một loạt các ca khúc đã làm nên tên tuổi của mình nhưng được phối lại với một màu sắc mới trẻ trung, bắt chen hơn như Lâu Đài Tình Ái, Tình Yêu, Người Tình Trăm Năm, liên khúc nhạc Mỹ và được các khách mời trong dạ tiệc ủng hộ nồng nhiệt. Dù đã ở tuổi U60, nhưng mỗi khi biểu diễn, cực kỳ sung sức, hát và quẩy nhiệt tình. Năm ca sĩ được các khách mời là những ngôi sao nổi tiếng, doanh nhân thành đạt trong dạ tiệc ủng hộ nồng nhiệt, thậm chí còn vui vẻ góp giọng theo. Khi được hỏi làm sao để giữ được sự trẻ trung, phong độ khi đã bước sang độ tuổi U60, nam ca sĩ chia sẻ chỉ có mỗi cách bỏ tiền ra làm đẹp thôi. Hưng thấy là các anh em vẫn ngại ngần việc đến spa làm đẹp như các chị em phụ nữ. Thời đại nào rồi, giờ mặt tiền vô cùng quan trọng, giúp công việc của mình suôn sẻ thuận lợi hơn, cho nên đàn ông cũng phải chăm sóc ngoại hình.
Trấn Thành hiện ra sao trước những lùm xùm từ phim Đất Trường Phương Nam? Những tranh cãi quanh bộ phim Đất Trường Phương Nam vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bác Ba Phi hay Bác Ba Tàu, diễn xuất của Trấn Thành liên tục gây tranh cãi. Trấn Thành có thật sự hợp vai? Trấn Thành luôn là cái tên gây tranh cãi. Phim Đất Trường Phương Nam do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn là tác phẩm tạo được sự chú ý với công chúng ngay từ ban đầu khi dự án công bố. Bởi lẽ, bản phim truyền hình năm 1997 đã tạo được dấu ấn đặc biệt trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Việc làm lại một tác phẩm kinh điển ở dạng điện ảnh sẽ không dễ dàng và chắc chắn có sự so sánh. Nhiều dư luận trái chiều nổi lên khi Trấn Thành hóa thân vai diễn Bác Ba Phi vốn từng được nghệ sĩ Mạc Cang làm rất tốt trong Đất Phương Nam. Một số khán giả chỉ trích cách chọn diễn viên không phù hợp cho phim. Trấn Thành còn trẻ, dù có hóa trang cũng khó tạo nên hình ảnh Bác Ba Phi vốn ăn sâu trong sự tưởng tượng của người dân miền Tây về nhân vật này. Bác Ba Phi mặc đồ giống Trung Quốc, trang phục của chính Bác Ba Phi trong phim ngay khi bộ ảnh của nhân vật được tung ra, cũng trên mạng đã râm ran tranh cãi rằng đó là áo của người Hoa, với hàng khuy cài nút trên áo rất đặc trưng. Cụ thể hơn, nhiều người nhận định tạo hình Bác Ba Phi của Trấn Thành để trâu quá giả và không giống với nhân vật một người cao tuổi. Bên cạnh đó, một số khán giả còn cho rằng trông ông xã Harry Won như đang hóa thân thành lão Hạc. Tại sự kiện ra mắt phim, Trấn Thành lần đầu nói về tranh cãi xoay quanh việc anh nhận vai Bác Ba Phi. Theo Trấn Thành, việc khán giả tranh cãi về vai diễn này của anh ở bản điện ảnh một phần do ấn tượng sâu đậm với màn hóa thân của nghệ sĩ Mạc Cang. Cụ thể, anh nói, khi đạo diễn mời đóng vai diễn này, tôi có phần đắn đo. Tuy nhiên, tôi thích thử thách này vì kích thích sự sáng tạo. Tôi tin phiên bản của tôi hoàn toàn mới, sẽ không chỉ bước ra, kể chuyện vui như bản truyền hình mà có nhiều vai trò hơn. Tôi hy vọng được mọi người yêu thích qua vai diễn này. Theo đó, Trấn Thành mong khán giả không so sánh mình hay các diễn viên trong phim với các thế hệ của bản truyền hình, bởi anh cho rằng mỗi người đều sẽ có cách thể hiện nhân vật riêng. Tiến Luật dành nhiều lời khen cho Trấn Thành. Mới đây, diễn viên Tiến Luật đã có những chia sẻ về việc đóng phim Đất Trường Phương Nam. Tiến Luật dành nhiều lời khen cho Trấn Thành. Thành là người rất thông minh. Nếu là đầu bếp, Trấn Thành là người nêm nếm rất đậm đà. Ăn là phải đậm vị, đau phải thật là đau, sướng phải thật là sướng. Thành thích như thế. Khán giả của Trấn Thành cũng thích như thế. Bằng chứng là phim Trấn Thành ra mắt nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Trấn Thành có nhiều điểm rất hay. Hồi trước thì chúng tôi có nhiều thời gian gặp gỡ, làm việc chung. Còn bây giờ lịch trình ai cũng bận rộn, khó để gặp hơn. Dẫu vậy chúng tôi vẫn vui vẻ với nhau, không có chuyện gì mâu thuẫn cả. Lâu lâu tôi thấy tin tức xuất hiện thì cũng chỉ biết kệ thôi. Trấn Thành không bị ảnh hưởng sau những chỉ trích. Theo đó, Tiến Luật cho biết khi gặp Trấn Thành ở các sự kiện quảng bá cho Đất Trường Phương Nam, Tiến Luật vẫn thấy Trấn Thành nói chuyện vui vẻ như bình thường. Dù đối mặt với nhiều tranh cãi, song tinh thần của Trấn Thành không bị ảnh hưởng. Với câu hỏi có lo lắng khi phim Đất Trường Phương Nam vừa ra mắt đã gặp làn sóng phản đối lớn, Tiến Luật cho biết với cương vị một diễn viên, anh có lo lắng. Tôi có lo ngại chứ, phim mình đóng mà. Tôi cũng không biết những tranh cãi đó là đúng hay sai, vì tôi chỉ là diễn viên thôi, mọi chuyện đã có nhà sản xuất và đạo diễn lo. Tôi nghĩ trong đầu không biết có chuyện gì không, tôi chỉ sợ khán giả không hiểu thì không ủng hộ mình, Tiến Luật nói. Tuy nhiên, Tiến Luật cũng cho rằng Đất Trường Phương Nam đang thu hút sự quan tâm, chú ý của công chúng lên trên mạng và báo chí. Có nhiều bài viết đề cập đến bộ phim này.